Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên này. Câu hỏi số 1 này. Đề bài là gì? Đường cong trong hình vẽ bên, bên dưới là đồ thị hàm số y bằng f'x. Số điểm cực trị của hàm số f(x). Đây. Các em nhìn nha, đồ thị đây. Số điểm cực trị của hàm số. Chúng ta sẽ có 4 đáp án. Đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D. Ở đây có 2 cực trị, 3 cực trị, 4 cực trị hoặc là 5 cực trị. Vậy thì đối với bài này chúng ta giải quyết như thế nào? Cái này bài này thì rất là dễ rồi. Đây các em nhìn đây. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán này bằng những cái bước bước giải tự luận đơn giản nhất nhá. Áp dụng cho tất cả những bài sau nữa. Các em chú ý câu số 1. Câu 1. Đầu tiên chúng ta sẽ có này. Ta có này, f'x bằng 0. F'x bằng 0. Điều này suy ra, thầy giả sử đây là x1, đây là 0 này, đây là x2 này, đây là x3. Nhớ cho thầy nha, x1 này, 0 này, x2 này, x3 này, đúng không? Điều này tương đương với x bằng x1 này, x bằng 0 này, x bằng x2 này, x bằng x3 này. Đó. Các em chú ý nha, f'x bằng 0 thì ở cái chuyên đề trước thầy đã nói cho các em rất là kỹ rồi. Đồ thị hàm số y bằng f'x. Với lại bên này là trục hoành thì giao nhau ở đâu? Đó chính là nghiệm của cái phương trình. Đấy. Thì ở đây lại để ý x1 thằng này là kép này. Đúng không? Còn 0 thì là đơn rồi. x2 cũng là kép này. Đó, thấy chưa? Vậy chúng ta sẽ có hai cái nghiệm đơn, đó là x bằng 0 với x bằng x3. Còn x bằng x1 với x bằng x2 thì là kép rồi. Do đó, đến đây chúng ta có thể kết luận được luôn là hàm số y bằng f(x) chỉ có hai điểm cực trị, x bằng 0 với lại x bằng x3 thôi. Ok chưa các em? Ở đây thầy sẽ vẽ cái bảng biến thiên. Trường hợp duy nhất là thầy sẽ vẽ bảng biến thiên là ở đây. Còn lại tất cả những cái bài khác, nếu như đề bài nó hỏi số điểm thì thầy sẽ không vẽ bảng biến thiên nữa, mà dựa vào cách này thầy đếm cho nó nhanh. Hiểu chưa? Ở đây thầy sẽ vẽ bảng biến thiên để cho các em đối chiếu thấy là việc đếm của thầy nó đúng hay là sai. Đấy, bảng biến thiên. Thì đối